Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều niềm vui và vạn sự an lành. Kính thưa quý vị, một chút nữa sau phần tin chính thì Loan Lộc sẽ thông báo tin đầu tiên tìm người thân. Và Loan Lộc xin nhắc nhở với quý vị là quý vị hãy email cho Loan Lộc với địa chỉ email là hongloanbaolocgmail.com thì Loan Lộc mới có thể tìm được cái thông tin đó. Quý vị comment ở dưới những bản tin thì mình tìm lại rất là khó. Quý vị thông cảm dùm cho Loan Lộc nha. Và cái tựa đề xin quý vị hãy ghi là tìm người thân để mà tiện cho Lộc với Loan theo dõi. Nhận rất là nhiều thư email của quý vị thì Loan Lộc xin phép mình sẽ đưa những người nào email trước và mình gửi thông tin đến trước. Quý vị email sau thì quý vị xin thông cảm chờ đợi một thời gian nha quý vị, sẽ không lâu đâu. Nếu như mà nhiều thì mỗi sáng Loan và Lộc sẽ có chương trình tìm người thân để giúp chúng ta tìm lại những người thân yêu của mình. Cảm ơn quý vị. Nữ học sinh gốc Việt nhận học bổng của Thượng viện Mỹ. Hàng loạt trường học ở miền Nam California đóng cửa do báo động nổ súng giả. Nghi can cố thủ trong chung cư ở Rancho Santa Margarita đầu hàng tại California. Pin bốc cháy trên phi cơ United Airlines, 4 người vô bệnh viện. Bị xe đụng liên tiếp, một người đi bộ ở Laguna Beach, California bị thiệt mạng. Một người phụ nữ ở New York đã xác nhận tử vong, bất ngờ phát hiện vẫn còn thở. Thống đốc Gavin Newsom kêu gọi liên bang điều tra giá khí đốt tăng cao ở California. Những người Mỹ ngày càng không muốn mua những đồ mắc tiền. Thông điệp liên bang thứ hai trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Trung Quốc từ chối cuộc gọi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ vụ khinh khí cầu. Tỷ phú Elon Musk đánh giá về khả năng xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba. Hoa Kỳ phê chuẩn thuân vụ hỏa tiễn có trị giá 10 tỷ đô la với Ba Lan. Thủ tướng Anh Rishi Sunak thay đổi nội các, chèo lái kinh tế vượt qua lạm phát. Một bác sĩ gây mê ở Mexico bị bắt, đổ lỗi cho cái chết hàng loạt do viêm màng não. Nga gia cố hầm tránh bom trên toàn quốc gia. Kim Jong-un bất ngờ tái xuất ra lệnh chuẩn bị chiến tranh. Rút kinh nghiệm từ Ukraine, Đài Loan gia tăng phát triển phi cơ không người lái. Tin Việt Nam, ăn chè phát miễn phí ở An Giang, 88 người ngộ độc, một người thiệt mạng. Thương lái Trung Quốc lại ra chiêu mua cao non giá cao để phá kinh tế. Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, nữ học sinh gốc Việt nhận học bổng của Thượng viện Mỹ. Christy Trinh, học sinh cuối cấp của trường cấp 3 Lincoln tại thành phố Lincoln, tiểu bang Nebraska, đã trúng tuyển chương trình thanh niên Thượng viện Mỹ theo tờ The Lincoln Journal Star. Chương trình này được thành lập năm 1962 nhằm giúp học sinh nhiều hơn về chính trường Mỹ. Thí sinh được trúng tuyển sẽ được tham gia khóa học và nghiên cứu về chính quyền liên bang kéo dài một tuần tại Washington, D.C. Bên cạnh đó, mỗi thí sinh còn được nhận học bổng đại học là 10.000 đô la. Christy là một trong hai học sinh của tiểu bang Nebraska đã được chọn đến Washington, D.C. trong tháng 3 sắp tới, nơi em sẽ cùng các học sinh khác có cơ hội gặp gỡ với các người đứng đầu nổi bật, gồm một thẩm phán tối cao. Christy là học sinh của chương trình tú tài quốc tế tại trường Lincoln. Em cũng là chủ tịch hội sinh viên danh dự quốc gia của trường và cũng là thành viên của đội hùng biện. Việc tham gia các buổi tranh luận giải định như tại quốc hội đã thôi thúc sự quan tâm của Christy đối với chính trị. Nhờ sự cố gắng giúp đỡ các bạn học sinh da màu đến gần hơn với các lớp nâng cao, Christy đã được trao học bổng cho lần này. Ngoài ra thì cô cũng đã tổ chức một dự án phục vụ cộng đồng kết hợp với một tổ chức phi lợi nhuận. Hàng loạt trường học ở miền Nam California đóng cửa do báo động nổ súng giả. Cảnh sát đã tới hàng loạt các trường học ở miền Nam California vào ngày thứ Ba, ngày 7 tháng 2, sau khi nhận được báo cáo có kẻ nổ súng ở đó, nhưng cuối cùng họ xác định báo cáo đó là giả. Theo đài NBC Los Angeles, cảnh sát nhận được nhiều báo cáo giả vào khoảng cùng lúc của buổi sáng thứ Ba. Ở Rancho Cucamonga, cảnh sát cho hay họ nhận được báo cáo có kẻ đang nổ súng tại Alta Loma High School và Lada Loma Junior High School. Chúng tôi xác định đó là giả, cảnh sát đã viết trên Twitter. Không có kẻ nổ súng nào hay bất cứ mối nguy hiểm nào cho học sinh, nhân viên. Cảnh sát cũng đã tới California School of the Art ở Duarte sau khi nhận được báo cáo tương tự. Khám xét khắp trường, cảnh sát xác định không có mối đe dọa nào. Sở cảnh sát của Los Angeles County cũng đã loan báo họ đang điều tra ai đã gọi điện thoại báo cáo. Hiện chưa rõ những cuộc gọi điện thoại đó gọi tới 911 hay là gọi đến những ngôi trường đó. Học khu Ontario Montclair, OMSD, cũng nằm trong số nhiều nơi nhận được những cuộc điện thoại báo cáo giả.
theo OMSD để đề phòng và làm theo lệnh của Sở Cảnh sát Ontario OPD và trường học thuộc OMSD phải đóng cửa tạm thời. OMSD đã viết trên Twitter, như quý vị biết, chúng tôi luôn phản ứng rất nhanh với tất cả những chuyện như thế này. Những báo cáo nổ súng giả nêu trên dường như là swatting call, tức là báo cáo giả nhằm kéo nhiều cảnh sát tới nhà, cơ sở thương mại hay là trường học. OPD cho biết họ cũng đã nhận được báo cáo giả tại Joffrey High School. Chúng tôi nhanh chóng tới trường đó và xác định không có mối nguy hiểm nào đáng tin cậy. OPD đã viết trên Twitter, swatting call gây căng thẳng quá đáng cho cảnh sát, trường học và học sinh. Nghi can cố thủ trong chung cư ở Rancho Santa Margarita đầu hàng tại California. Nghi can chĩa súng vào người khác rồi cố thủ trong khu chung cư ở Rancho Santa Margarita vào sáng ngày thứ Ba ngày 7 tháng 2 đã đầu hàng sau hơn 8 tiếng đồng hồ đối đầu với cảnh sát. Cảnh sát đã đến khu nhà Sierra Vista ở góc đường Arroyo Vista với Las Mercedes ngay lúc 0 giờ 30 phút sáng sau khi nhận được tin báo một người đàn ông đã chĩa súng vào người khác. Trung úy Scott Steiner, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Orange County, OCSD cho biết, sau đó thì nghi can chạy vô một ngôi nhà trong khu chung cư rồi cố thủ hơn 8 tiếng đồng hồ, ông Steiner cho hay. Nhà thương thuyết được mời tới hiện trường và khoảng 9 giờ 15 phút nghi can đã bước ra khỏi nhà đầu hàng. Những ngôi nhà gần đó được di tản và nhóm đặc nhiệm SWAT cùng cảnh khuyển cũng có mặt ở hiện trường. Theo ông Steiner, trong lúc đối đầu với nghi can, cảnh sát khuyến cáo học sinh và nhân viên của trường St. Sierra Catholic School cách chung cư Sierra Prisa vài dãy phố phải ở yên trong trường khoảng 3 tiếng đồng hồ. Còn trường tiểu học Arroyo Vista đối diện của khu nhà được phong tỏa trước khi học sinh đến trường. Ông Steiner cho hay cả hai ngôi trường này đều dạy từ lớp mẫu giáo đến lớp 8. Pin bốc cháy trên phi cơ United Airlines, 4 người vô bệnh viện. Pin trong thiết bị điện tử trên phi cơ bốc cháy khiến cho chuyến bay của United Airlines trên đường đi Newark phải quay lại San Diego vào sáng ngày thứ Ba ngày 7 tháng 2 và 4 người phải vô bệnh viện, giới chức loan báo. Phi hành đoàn chuyến bay United 2664 đã ngăn không cho lửa lan ra và phi cơ quay lại phi trường, Sở Cứu Hỏa của San Diego cho hay trên Twitter. Nhân viên cấp cứu đã đến phi trường điều trị cho hành khách. Phát ngôn viên phi trường quốc tế San Diego cho biết trong cuộc phỏng vấn, chiếc Boeing 737 MAX 8 cất cánh từ phi trường lúc 7 giờ 7 phút và đáp xuống lại phi trường vào lúc 7 giờ 51 phút. Lính cứu hỏa đã kiểm tra toàn bộ hành khách cùng với phi hành đoàn và 4 người được đưa vào bệnh viện. Hai người khác đã từ chối được bệnh viện. Theo thông báo trên Twitter của cảnh sát San Diego, ông Ian Rieger, phát ngôn viên của Cục Hàng không Liên bang FAA xác nhận đám cháy phát ra từ pin của một chiếc laptop. FAA sẽ điều tra. Ông Rieger nói, một số tiếp viên giúp chế ngự đám cháy nằm trong số 4 người được đưa đi bệnh viện, theo United. Bị xe đụng liên tiếp, một người đi bộ ở Laguna Beach, California bị thiệt mạng. Một người đi bộ thiệt mạng sau khi bị nhiều chiếc xe tông liên tiếp trên Coast Highway ở Laguna Beach vào chiều ngày Chủ nhật, cảnh sát loan báo. Khoảng 6 giờ chiều, người này đang băng qua đường gần khu 30.600 đường sau Coast Highway phía nam của đường Niles thì bị xe cộ chạy hướng nam tông nhiều lần liên tiếp. Sở cảnh sát Laguna LBPD đã ra thông cáo báo chí cho hay, lúc bị tông thì người này không ở trong vạch đi bộ. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện nhưng đã thiệt mạng. LBPD cho biết, cảnh sát xác nhận cô là Willen Mary Alvarez, 32 tuổi, là cư dân của Mission Viejo. Theo nhật báo The Orange County Register, những tài xế tông cô Alvarez đã ở lại hiện trường và cảnh sát tin rằng không ai say rượu hay làm ma túy, cảnh sát cho biết. Đây là lần thứ hai người đi bộ bị xe tông chết trên con đường đó ở Laguna Beach mấy tuần gần đây. Ngày 28 tháng 1, một người đàn ông 39 tuổi đã bị xe tông chết ở khu 700 đường Coast Highway gần với đường St. Anne's. Tài xế trong vụ đó ở hiện trường đã hợp tác với cảnh sát. Coast Highway do Bộ Giao thông Vận tải California Caltrans làm chủ và vận hành, nên chúng tôi sẽ liên lạc với họ để họ có thể cải tiến được biện pháp an toàn nhằm bảo đảm an toàn hơn cho người đi bộ trên đường đó hay không. Thị trưởng của Laguna Beach đã thông báo, chúng tôi phải quy trách nhiệm cho Caltrans tìm giải pháp an toàn để tránh xảy ra thêm tai nạn thảm thương trong thành phố của chúng tôi. Caltrans hiện có 7 dự án về an toàn đang xây dựng ở Laguna Beach trong hệ thống xa lộ tiểu bang của họ, gồm dự án cải tiến đường đi bộ Coast Highway ADA, theo bà Angela Madison, phát ngôn viên của Caltrans. Một người phụ nữ ở New York đã xác nhận tử vong, bất ngờ phát hiện vẫn còn thở.
Một người phụ nữ lớn tuổi đã gây chấn động cho các nhân viên nhà quàng ở New York khi phát hiện ra vẫn còn thở, dù trước đó vài tiếng đồng hồ, bà được xác nhận đã chết vào ngày thứ Bảy ngày 4 tháng 2. Theo trang tin Insider dẫn nguồn của Sở Cảnh sát Suffolk County, hiện cảnh sát đang điều tra sự việc. Trước khi đưa đến nhà quàng Obi David Funeral Home, người phụ nữ được cho là đã qua đời tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Waters Edge. Cảnh sát cho biết lúc ban đầu bà được tuyên bố tử vong lúc 11 giờ 15 phút trưa và được đưa đến nhà quàng lúc 1 giờ 30 phút chiều. Thế nhưng khoảng 40 phút sau, nhân viên y tế phát hiện ra bà vẫn còn thở. Hiện bà đang ở bệnh viện địa phương và chưa rõ tình hình sức khỏe ra sao. Vụ việc được đưa lên văn phòng của bà Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp New York. Theo cảnh sát, phát ngôn viên của bà James xác nhận rằng hiện đang xem xét sự việc và cho hay đây là một tình huống tồi tệ tạo nên những tổn thương không cần thiết cho những ai có liên quan và các thân nhân của người phụ nữ này. Cả Trung tâm Phục hồi Chức năng Waters Edge và nhà quàng đều không đưa ra phản hồi về sự việc. Đây là lần thứ hai tại Mỹ xảy ra việc tuyên bố tử vong nhầm lẫn chỉ trong hơn một tháng. Vào hồi tháng trước, một bệnh nhân nữ 66 tuổi cũng đã được phát hiện nằm thở hổn hển bên trong một túi đựng xác ở một nhà tang lễ ở Iowa sau khi được một trạm chăm sóc bệnh nhân Alzheimer tuyên bố tử vong. Người phụ nữ này được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra thêm. Hai ngày sau, bà mới thực sự qua đời. Còn trung tâm chăm sóc sức khỏe này phải đối mặt với án phạt $10,000 vì không bảo đảm cho bệnh nhân được nhận sự chăm sóc đàng hoàng cho đến cuối đời. Trong khi đó, biện lý cuộc New York không nói về vấn đề liệu tổ chức y tế ở New York có phải nhận hình phạt tương tự hay không. Thống đốc Gavin Newsom kêu gọi liên bang điều tra giá khí đốt tăng cao ở California. Ông Gavin Newsom, thống đốc California, vừa gửi một lá thư đến Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang FERC vào ngày thứ Hai ngày 6 tháng 2, yêu cầu Ủy ban điều tra lý do giá khí đốt tự nhiên ở California và các tiểu bang miền Tây khác tăng cao, theo LA Times. Trong bức thư gửi cho ông Willie Phillips, chủ tịch của FERC, ông Newsom đã chỉ ra rằng giá khí đốt tăng mạnh từ cuối tháng 11 và khiến cho cư dân California gặp khó khăn. Ông viết rằng giá bán khí đốt tăng cao bất thường khi thời tiết lạnh đến sớm hơn ở các tiểu bang phía Tây. Tuy nhiên, yếu tố này không hẳn là nguyên nhân cho những đợt tăng giá mạnh và kéo dài như vậy. Ngoài những tác động đến người tiêu dùng và doanh nghiệp, bức thư còn liệt kê những lĩnh vực bị ảnh hưởng từ giá khí đốt tăng cao, chẳng hạn như kỹ nghệ, nông nghiệp, những nơi quản lý nước và xử lý nước thải. Thống đốc Newsom còn nhắc đến cuộc họp chung vào ngày thứ Ba, ngày 31 tháng 1 giữa Ủy ban Tiện ích Công cộng California và Ủy ban Năng lượng California. Trong đó, họ lập kế hoạch xác định những nguyên nhân khiến giá tăng và các biện pháp dùng để bảo vệ khách hàng. Với sự việc này, thì ông yêu cầu FERC tập trung các nguồn lực điều tra để đánh giá xem liệu việc thao túng thị trường, hành vi phản cạnh tranh hoặc các hoạt động bất thường khác có phải là nguyên nhân khiến cho giá khí đốt liên tục tăng cao ở các tiểu bang phía Tây hay không. FERC là nơi có thẩm quyền trong việc truyền tải và bán điện khí đốt tự nhiên giữa các tiểu bang. Và ngày thứ Hai, ngày 6 tháng 2, phát ngôn viên đã xác nhận rằng FEAC đã nhận được bức thư và đang lên kế hoạch xem xét. Những người Mỹ ngày càng không muốn mua những đồ mắc tiền. Tháng cuối năm của năm 2022, số tiền chi tiêu bằng thẻ tín dụng của người Mỹ tăng 11,56 tỷ đô la so với tháng 11, theo dữ liệu Ngân hàng Trung ương The Fed công bố vào ngày thứ Ba. Đó là mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021 và dưới xa dự đoán của giới chuyên gia kinh tế là 25 tỷ đô la. Phần lớn năm ngoái, tiền xài trong thẻ tín dụng tăng nhanh kỷ lục lạm phát cao mà người Mỹ lại tăng chi tiêu sau khi nhu cầu bị chững lại trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, gần hết năm và do The Fed nâng lãi suất liên tiếp để chống lạm phát, người Mỹ bắt đầu giảm bớt chi tiêu. Tóm lại, người tiêu dùng đang ngày càng thận trọng. Ông Ted Rossman, nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính Benrich, đã nói với một đài truyền hình, mức chi tiêu của người tiêu dùng chắc chắn không phải đang rớt xuống vực, nhưng hiện có nhiều bằng chứng cho thấy người Mỹ ngày càng không muốn mua một số món đồ nào đó, nhất là những món đồ đắt tiền, ông Rossman cho hay. Tiền chi tiêu cho dịch vụ tăng mạnh hơn, có lẽ do nhu cầu những thứ như là đi chơi và ăn tiệm bị chững lại trong đại dịch. Hiện nay mức chi tiêu trung bình bằng thẻ tín dụng của người Mỹ tăng kỷ lục 19,95%. Ông Rossman dẫn dữ liệu của Benrate cho biết. Cũng theo dữ liệu Benrate, trong số những người xài thẻ tín dụng, có 46% hiện vẫn còn nợ từ tháng này qua tháng khác, đã tăng so với 39% cách đây một năm.
Mặc dù có lẽ người tiêu dùng đang bớt xài tiền, nhưng lạm phát cao và lãi suất tăng khiến cho họ khó trả nợ hơn. Ông Rossman đã giải thích, hiện nay ngày càng nhiều người mua nhu yếu phẩm bằng thẻ tín dụng rồi trả từ từ. Thông điệp liên bang thứ hai trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Joe Biden trình bày thông điệp liên bang thứ hai của mình trong bối cảnh nước Mỹ vẫn đang bị chia rẽ và sau khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm ngoái. Thông tin do Tòa Bạch Ốc chia sẻ rằng, Tổng thống Joe Biden cũng có đội ngũ vấn đề đã dành nhiều thời gian để soạn thảo và biên tập bài phát biểu của ông trước các người dân Mỹ. Các cố vấn của ông hy vọng rằng, qua thông điệp liên bang, ông sẽ có cơ hội thuyết phục những người hoài nghi bỏ phiếu cho mình trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Tổng thống Joe Biden nêu bật những thành tựu về kinh tế và đối ngoại của Mỹ kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Thưa ngài Chủ tịch Hạ viện, tôi mong được làm việc cùng ông. Tổng thống Joe Biden đã nói trong bài phát biểu trong phòng Hạ viện lúc 9 giờ tối ngày 7 tháng 2. Ngồi phía sau ông là Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Tôi cũng muốn dành sự công nhận đặc biệt cho người mà tôi nghĩ sẽ được coi là Chủ tịch vĩ đại nhất trong lịch sử Hạ viện, Nancy Pelosi. Tổng thống Joe Biden đã chúc mừng ông McCarthy trở thành Chủ tịch Hạ viện và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell là nghị sĩ làm việc lâu nhất ở Thượng viện. Theo Tổng thống Mỹ, hai năm trước, nền dân chủ phải đối mặt với mối đe dọa lớn đối với nội chiến, đề cập cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội. Song hiện nay, nền dân chủ vẫn không bị khuất phục và không bị phá vỡ. Với sự giúp đỡ của nhiều người trong căn phòng này, chính quyền của tôi đã tạo ra 12 triệu việc làm mới trong 2 năm, nhiều hơn bất cứ tổng thống nào làm được trong nhiệm kỳ 4 năm, Tổng thống Joe Biden đã nói. Đó là lý do chúng ta đang xây dựng nền kinh tế không ai bị bỏ lại phía sau, việc làm, niềm tự hào đang quay trở lại nhờ những lựa chọn mà chúng ta đã đưa ra 2 năm qua. Đây là kế hoạch chi tiết để xây dựng lại nước Mỹ và tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của mọi người, người đứng đầu Tòa Bạch Ốc cho hay. Tổng thống Joe Biden cũng đặc biệt nhấn mạnh vào mối quan hệ với đảng Cộng hòa và bày tỏ mong muốn được làm việc cùng nhau. Gửi những người bạn Cộng hòa của tôi, nếu chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong quốc hội nhiệm kỳ trước, thì không có lý do gì chúng ta không thể làm việc cùng nhau trong quốc hội nhiệm kỳ mới. Người dân đã gửi cho chúng ta thông điệp rõ ràng rằng tranh đấu vì lợi ích, quyền lực và xung đột sẽ chẳng đưa chúng ta đến đâu cả. Và đó luôn là tầm nhìn của tôi đối với đất nước. Xây dựng lại xương sống của nước Mỹ, đó là tầng lớp trung lưu và đoàn kết đất nước. Nói đến vấn đề của cảnh sát, Tổng thống Joe Biden nói rằng tất cả chúng ta đều muốn khu dân cư không có bạo lực. Những người thực thi pháp luật phải có được sự tin tưởng của cộng đồng, con cái chúng ta sẽ về nhà an toàn. Sự bảo vệ bình đẳng trước pháp luật là giao ước của chúng ta có với nhau. Tôi biết hầu hết cảnh sát đều là người tốt, đàng hoàng. Nhưng chuyện xảy ra với Ty ở Memphis đã xảy ra quá thường xuyên, chúng ta phải làm tốt hơn. Ông kêu gọi quốc hội thông qua sự thay đổi để buộc cảnh sát phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng chức vụ, cũng như cấm vũ khí tấn công nguy hiểm. Về tình hình chiến sự ở Ukraine, Tổng thống Joe Biden đã khẳng định sẽ ủng hộ quốc gia châu Âu đến khi nào cần. Chúng tôi đã đoàn kết NATO và xây dựng liên minh toàn cầu. Chúng tôi chống lại sự gây hấn của Tổng thống Nga Putin và sát cánh cùng người dân Ukraine. Tối nay, một lần nữa, đại sứ Ukraine đã đến tham dự. Bà không chỉ đại diện cho quốc gia mình, mà còn đại diện cho lòng dũng cảm của người dân. Ông cũng cảnh báo sẽ phủ quyết bất cứ đạo luật nào cấm phá thai trên toàn quốc. Đề cập đến vấn đề Trung Quốc, ông Biden nói Mỹ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc, nhưng sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia. Tổng thống Joe Biden sau đó đã kết thúc bài phát biểu bằng một tuyên bố, linh hồn của quốc gia này mạnh mẽ bởi trụ cột đất nước và người dân đều mạnh mẽ. Năm nay, Bộ trưởng Lao động Marty Walsh được chỉ định là Tổng thống bất đắc dĩ trong lúc Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang. Người được chỉ định không dự lễ hội này mà ở một địa điểm an toàn và sẽ là người đứng đầu của chính phủ Mỹ trong trường hợp xảy ra thảm họa ảnh hưởng đến Tổng thống và người kế nhiệm tại đồi Capitol. Trung Quốc từ chối cuộc gọi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ vụ khinh khí cầu. Vào ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 2, ngay sau khi thực hiện hành động bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra yêu cầu điện đàm giữa Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Hãng AFP ngày hôm nay, ngày 8 tháng 2, đã dẫn lời của Chủng tướng Pat Ryder, người phát ngôn của Ngũ Giác Đài.
Không may là Trung Quốc đã từ chối đề nghị của chúng tôi. Mỹ vẫn tiếp tục giữ gìn các mối liên lạc và vẫn mở rộng, ông Ryder bổ sung. Trung Quốc nói khinh khí cầu vừa bị Mỹ bắn hạ là phương tiện theo dõi thời tiết bị đi lạc vào lục địa Mỹ, nhưng Washington mô tả đây là thiết bị do thám phức tạp hoạt động ở cao độ của tầng khí quyển. Sau khi chậm rãi di chuyển ở miền Trung Mỹ và qua vài địa điểm quân sự tuyệt mật, khinh khí cầu đến bờ Đông và Mỹ xuất kích phi cơ chiến đấu bắn hạ vào ngày 4 tháng 2. Lần gần nhất hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc gặp nhau là tháng 11 năm ngoái tại Cambodia, thời điểm mà Washington và Bắc Kinh tìm cách giảm căng thẳng hai bên sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện, lúc đó là bà Nancy Pelosi. Tỷ phú Elon Musk đánh giá về khả năng xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba. Đài Reuters ngày 7 tháng 2 dẫn lời giám đốc điều hành của Twitter và SpaceX cho rằng hầu hết mọi người không biết về khả năng chiến tranh thế giới thứ ba có thể sắp xảy ra. Nguy cơ xảy ra thảm họa toàn cầu cũng được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh khi phát biểu trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 6 tháng 2. Ông Guterres nói, hy vọng hòa bình đang giảm dần, nguy cơ căng thẳng hơn nữa và đổ máu tiếp tục gia tăng, đồng thời chỉ trích việc thiếu tầm nhìn chiến lược và sự thiên vị đã ngăn cản những người ra quyết định chính trị thực hiện các bước đi đúng hướng. Theo ông, thế giới đang hướng tới một cuộc chiến rộng hơn, nguy cơ căng thẳng, cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng lớn. Khi nói đến bài phát biểu của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhà bình luận chính trị bảo thủ Luke Rutkowski đã bày tỏ với tỷ phú Elon Musk rằng liệu chúng ta có thể không tiến hành chiến tranh thế giới lần 3 được không, thì nhận được câu trả lời rằng hầu hết mọi người đều không biết gì về mối nguy hiểm đó. Trước đó, ông Elon cũng đã cảnh báo về sự căng thẳng không ngừng của cuộc chiến ở Ukraine và cho rằng việc này gây nguy hiểm cho chính Ukraine và thế giới. Vào ngày 23 tháng 1, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có bài phát biểu trước lãnh đạo nước Nga thống nhất cầm quyền ở Moscow, cho rằng Mỹ và các đồng minh gần như đã châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba bằng cách chuẩn bị tấn công Nga, khiến cho Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động. Ông nói, Đảng của chúng ta nên giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu rằng chiến dịch đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine là một phản ứng bắt buộc và là một biện pháp cuối cùng trước sự chuẩn bị xâm lược của Mỹ và các nước vệ tinh của họ. Rõ ràng là thế giới đã tiến gần đến mối đe dọa của chiến tranh thế giới lần thứ ba vì những chuyện đang xảy ra, ông Medvedev nhấn mạnh. Về phần mình, vào ngày 16 tháng 1, Thủ tướng Ba Lan đã cho rằng thất bại của Ukraine có thể dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ ba, nghĩa là Đức và các nước NATO khác phải tăng cường và gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Phát biểu tại Berlin trong lễ kỷ niệm 50 năm sự nghiệp của nhà chính trị gia Đức Wolfgang Schäuble, ông Morawiecki nhấn mạnh rằng tôi kêu gọi chính phủ Đức hành động dứt khoát và cung cấp tất cả các loại vũ khí cho Ukraine. Thất bại của Ukraine có thể trở thành khúc dạo đầu cho chiến tranh thế giới thứ ba. Vì vậy, ngày nay không có lý do gì để chặn ủng hộ dành cho Kiev và trì hoãn các vấn đề vô thời hạn. Trong khi đó, Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc gửi vũ khí đến Ukraine sẽ kéo dài cuộc xung đột nhưng sẽ không thay đổi được kết cục. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết xe tăng Đức sẽ bị đốt cháy như những vũ khí phương Tây khác. Hoa Kỳ phê chuẩn thương vụ hỏa tiễn có trị giá 10 tỷ đô la với Ba Lan. Vào ngày 7 tháng 2, Mỹ thông báo đã chấp thuận thương vụ bán hỏa tiễn tầm xa và rockets cũng như nhiều vũ khí quân sự khác có giá trị lên tới 10 tỷ đô la với Ba Lan. Quốc gia đồng minh trong NATO, Cục Hợp tác An ninh Quốc gia DSCA của Mỹ trong một thông báo cho biết thương vụ này dự định sẽ cải tiến các mục tiêu quân sự của Ba Lan trong việc nâng cao năng lực khi hợp tác với quân đội Mỹ và các đồng minh. Gói vũ khí gồm 18 bệ phóng của hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS, 45 hỏa tiễn thuộc hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân có tầm bắn tới 180 miles là 297 cây số và hơn 1.000 hỏa tiễn thuộc hệ thống hỏa tiễn dẫn đường phóng loạt GMLRS. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã thông qua thương vụ tiềm tàng này và hành động của DSCA đã mở đường cho thương vụ được đưa ra thảo luận để thông qua tại Quốc hội Mỹ. Hồi cuối tháng 1, Ba Lan đã thông báo sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên mức 4% GDP, từ mức 2,4% GDP trong năm 2022, và đây là tỷ lệ phần trăm cao thứ ba trong số các quốc gia thành viên của NATO. Thủ tướng Anh Rishi Sunak thay đổi nội các, chèo lái kinh tế vượt qua lạm phát. Thủ tướng Anh đang cố gắng chèo lái nền kinh tế, vượt qua giai đoạn khó khăn với lạm phát, tăng lên mức 2 chữ số, chi phí năng lượng tăng vọt và kinh tế trì trệ kéo dài.
Ngày 7 tháng 2, Thủ tướng Rishi Sunak đã tiến hành thay đổi nội các nhằm thúc đẩy việc thực hiện các cam kết, trong đó có mục tiêu phát triển kinh tế. Thủ tướng Sunak đã chia tách chức năng của hai bộ là Bộ Kinh doanh Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp BEIS và Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao DCMS thành 4 bộ mới, trong đó có Bộ Khoa học và Đổi mới. Theo văn phòng Thủ tướng Anh, Thủ tướng Sunak đã chỉ định Bộ trưởng Kinh doanh đương nhiệm Grant Shapps làm Bộ trưởng Bộ An ninh Năng lượng và Trung hòa Carbon mới thành lập. Chức trách quốc vụ khanh phụ trách thương mại Kemi Badenoch được mở rộng bao gồm cả kinh doanh và thương mại. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Văn hóa Michelle Donnellan được chỉ định đứng đầu Bộ Khoa học, Sáng kiến và Công nghệ. Cựu Bộ trưởng Nhà ở Lucy Fraser đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao. Cựu Bộ trưởng Thương mại Greg Hands được chỉ định làm Chủ tịch Đảng Bảo thủ. Ngoài vấn đề kinh tế, ông Sunak cũng đang đứng trước áp lực phải chứng minh rằng việc rời khỏi Liên minh châu Âu không ảnh hưởng đến lợi ích của nước Anh thông qua phát triển mối liên hệ thương mại mới đối với thị trường thế giới. Một bác sĩ gây mê ở Mexico bị bắt, đổ lỗi cho cái chết hàng loạt do viêm màng não. Các nhà chức trách ở Mexico vào ngày thứ Ba cho biết họ đã bắt giữ bác sĩ gây mê mà họ cho là đã gây ra đợt bùng phát bệnh viêm màng não, khiến 35 bệnh nhân thiệt mạng và 79 người bị bệnh. Sonia de la Garza, công tố viên trưởng của tiểu bang Durango phía Bắc, cáo buộc bác sĩ gây mê đã sử dụng morphine bị ô nhiễm, không rõ anh ta đã đối mặt với những cáo buộc gì. De la Garza cho biết bác sĩ đã sử dụng quy trình không phù hợp trong việc gây mê cột sống, chủ yếu là đối với phụ nữ mang thai. Nhà chức trách cho biết vị bác sĩ này đã đem morphine của chính mình từ bệnh viện tư nhân này qua bệnh viện tư nhân khác, làm lây lan bệnh nhiễm nấm, làm ô nhiễm thuốc tại phòng khám đầu tiên. Thuốc có thể đã không được bảo quản đúng cách. Một số bệnh nhân nhỏ hơn hoặc phòng khám phụ sản ở Mexico không có nhà thuốc cấp phát riêng hoặc không được phép giải quyết các loại thuốc được kiểm soát như là thuốc phiện và do đó phải nhờ đến bác sĩ gây mê tự mang theo. Morphine được đựng trong các lọ đa dụng sẽ được sử dụng cho nhiều bệnh nhân. Cô cho biết qua cuộc kiểm tra, loại thuốc morphine này không hề bị nhiễm bẩn tại nơi sản xuất. Các nhà chức trách cũng đã bắt giữ người đứng đầu Cục Thanh tra Y tế trong nước và một trong những nhân viên của ông ta. Họ phải đối mặt với cáo buộc không thực hiện nhiệm vụ và giết người. Đây là vụ bê bối mới nhất đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe được trang bị yếu kém của Mexico, vốn cũng thường xuyên gặp khó khăn trong việc cung cấp thuốc cho trẻ em bị ung thư. Vào năm 2020, 14 người đã thiệt mạng sau khi một bệnh viện do công ty dầu mỏ thuộc sở hữu nhà nước của Mexico điều hành cung cấp một loại thuốc bị nhiễm vi khuẩn cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Hơn 69 bệnh nhân đã bị bệnh trong đợt bùng phát đó. Nga gia cố hầm tránh bom trên toàn quốc gia. Điện Kremlin đã ra lệnh gia cố các hầm tránh bom trên khắp đất nước để đề phòng bị tấn công. Tờ Moscow Times dẫn lời 4 quan chức, trong đó có một quan chức cấp cao của một vùng thuộc Viễn Đông xác nhận chính phủ Nga đã ra lệnh như vậy. Họ cho biết Moscow đã ra lệnh kiểm tra và sửa chữa các hầm trú ẩn, trong khi có nhiều lo ngại rằng nước Nga có thể trở thành mục tiêu bị tấn công khi cuộc chiến với Ukraine vẫn đang diễn ra. Nhiều hầm trú ẩn được gia cố và những nơi ẩn náu an toàn khác của Nga đã bị bỏ mặc trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột kéo dài, chính quyền địa phương dường như đã chi hàng trăm triệu rúp để biến chúng thành nơi có thể sinh sống. Một trong số các quan chức trên đã tiết lộ, chính phủ đã ra quyết định kiểm tra mạng lưới hầm tránh bom vào mùa xuân. Lệnh kiểm tra rộng lớn và giải quyết các vấn đề đã được Bộ Các tình trạng khẩn cấp, Bộ Quốc phòng và các bộ dân sự khác đưa ra, theo tờ Moscow Times. Chính quyền địa phương ở vùng Krasnodar được cho là sẽ chi hơn 6 triệu rúp cho các hầm tránh bom trong năm nay, trong khi Nizhny Novgorod chi 50 triệu rúp và thành phố Ryazan chi khoảng 1 triệu rúp cho mục đích tương tự. Nhà chức trách Kazan tháng trước cho biết khoảng 30% số hầm tránh bom ở nước này không thích hợp để làm nơi lưu trú cho người dân. Thay vào đó, họ cho biết sẽ quyết định liệu hệ thống tàu điện ngầm có thể dùng làm nơi tránh bom hay không. Kim Jong-un bất ngờ tái xuất ra lệnh chuẩn bị chiến tranh. Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un bất ngờ xuất hiện trở lại sau hơn một tháng vắng bóng trước công chúng và ra lệnh chuẩn bị chiến tranh. Báo chí đã đưa tin vào ngày thứ Ba, ngày 7 tháng 2,
Hình chụp cho thấy ông Kim chủ trì cuộc họp quân ủy trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền Bắc Hàn. Vào ngày thứ hai, theo Reuters, đó là lần đầu tiên ông Kim xuất hiện trở lại trước công chúng sau 36 ngày. Vì lý do gì thì Triều Tiên không công bố. Lần trước công chúng nhìn thấy ông là tại cuộc họp chính phủ vào ngày 2 tháng 1, trong đó ông công bố sa thải ông Park Yong-chol, giới chức quân sự hàng đầu của Bắc Hàn. Reuters đưa tin, việc chủ tịch Bắc Hàn biến mất lâu như vậy khiến cho báo chí nghi ngờ sức khỏe ông có vấn đề. Vào năm 2014, ông Kim từng biến mất 40 ngày, lâu nhất từ trước tới nay. Trong một cuộc họp vào ngày thứ hai, ông Kim cùng giới chức quân sự Bắc Hàn bàn bạc về nhiệm vụ quân sự và chính trị quan trọng cho năm 2023, cũng như vấn đề lâu dài về xây dựng quân đội. Cuộc họp diễn ra giữa lúc Bắc Hàn chuẩn bị duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày thứ Tư. Tình hình thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bắc Hàn chỉ trích kế hoạch tập trận chung của Mỹ và Nam Hàn. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn tuyên bố kế hoạch tập trận mở rộng mà Mỹ loan báo tuần trước đe dọa biến bán đảo Triều Tiên thành kho vũ khí chiến tranh khổng lồ và vùng chiến sự nghiêm trọng hơn. Bắc Hàn sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực nguyên tử mạnh nhất, phát ngôn viên này đã cho biết thêm. Đại Hàn cho hay họ đang theo dõi hoạt động quân sự đang gia tăng ở Bắc Hàn. Rút kinh nghiệm từ Ukraine, Đài Loan gia tăng phát triển phi cơ không người lái. Đài Loan sẽ gia tăng phát triển phi cơ không người lái cho mục đích quân sự, rút kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Ukraine và mối đe dọa do Trung Quốc gây ra, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết vào ngày 7 tháng 2. Phi cơ không người lái đã đóng một vai trò quan trọng đối với cả hai bên kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết ông coi phi cơ không người lái là tương lai của chiến tranh hiện đại. Trung Quốc muốn sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng, Đài Loan đã nhiều lần nói rằng họ đang theo dõi chặt chẽ cuộc chiến của Ukraine và rút ra những bài học có thể áp dụng để chống lại một cuộc tấn công của Trung Quốc, bao gồm cả cách Ukraine đã chống lại cuộc tấn công của một lực lượng vượt trội với số lượng lớn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan Sun Li-fan đã nói với phóng viên rằng Đài Loan đang cố gắng phát triển và sản xuất phi cơ không người lái. Đối phó với mối đe dọa hiện tại của kẻ thù và sử dụng kinh nghiệm chung về phi cơ không người lái trong cuộc chiến của Ukraine-Nga để xây dựng sức mạnh chiến đấu phi đối xứng cho phi cơ không người lái của đất nước chúng tôi, Bộ Quốc phòng đang đẩy mạnh quá trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất nhiều loại phi cơ không người lái khác nhau. Ông Sơn nói thêm, Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung San thuộc sở hữu của quân đội đang đi đầu trong việc thúc đẩy phát triển và sẽ bao gồm các công ty dân sự. Ông Chi Li-ping, Giám đốc Phòng Nghiên cứu Hệ thống Hàng không của Viện, đã trình bày chi tiết về các phi cơ không người lái đang được phát triển cho quân đội, bao gồm cả mục đích dò thám. Phi cơ không người lái của đất nước chúng tôi đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế về chủng loại, khả năng và công nghệ liên quan, ông nói. Trong một báo cáo trước Quốc hội năm ngoái, Viện đã đưa ra kế hoạch cho các phi đạn và phi cơ không người lái mà họ đang phát triển, trong khi Bộ Quốc phòng trước đó đã công bố kế hoạch bắt đầu sản xuất phi cơ không người lái tấn công. Đài Loan đã phải đối phó với các phi cơ không người lái của Trung Quốc bay lượn trên hòn đảo do Đài Loan kiểm soát ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc. Tin Việt Nam, ăn chè phát miễn phí ở An Giang, 88 người ngộ độc, 1 người thiệt mạng. Một người phụ nữ 63 tuổi trong vụ 88 người ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng của một người dân ở xã Long Điền A, huyện Chợ Mới phát miễn phí đã thiệt mạng sau 3 ngày cấp cứu. Vào tối ngày 7 tháng 2, ông Trần Quang Hiền là Giám đốc Sở Y tế An Giang Việt Nam cho biết người phụ nữ 63 tuổi bị ngộ độc đã thiệt mạng do bị suy đa tạng. Người phụ nữ này có nhiều bệnh mãn tính và lại ngộ độc nặng. Vì vậy cho nên khi đến bệnh viện thì bác sĩ đã tiên lượng là rất xấu ngay từ đầu. Sau 3 ngày cấp cứu, dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng bà đã tử vong. Sức khỏe của 3 bệnh nhân khác hiện đang ổn định, trong đó có 2 người đã được chuyển khỏi phòng hồi sức. Trước đó vào ngày 4 tháng 2, ngành hữu trách đã được thông tin 88 người nghi là ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng, trong đó 35 người nhập viện, 4 người được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt do sốc nhiễm trùng, số còn lại tự điều trị tại nhà. Những người bị ngộ độc có điểm chung là ăn món chè đậu trắng do bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 44 tuổi, ở xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, phát miễn phí, không xác định được số lượng người ăn. Sau khi ăn thì nhiều người đã bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt, kể cả người thân của bà Tuyết. Bà Tuyết cho biết đã phát hơn 100 túi chè làm từ 20 kg đậu trắng, 8 kg nếp, 10 kg dừa nạo sẵn và 24 kg đường cát. Số chè
mà bà Tuyết nấu từ khuya ngày 3 tháng 2 đến sáng ngày hôm sau đem phát cho hàng xóm và người đi đường tại xã Long Điền A. Bà Tuyết nghi ngờ số đậu trắng dùng nấu chè có vấn đề. Tôi nấu đậu trắng rất lâu nhưng một số hạt không mềm, tưởng đậu bị sưởng nên tiếp tục nấu. Bà Tuyết đã chia sẻ và nói thêm rằng trong 10 năm qua thì bà luôn phát thức ăn miễn phí vào ngày rằm tháng giêng như vậy. Đây là lần đầu tiên xảy ra ngộ độc. Sở Y tế tỉnh An Giang đã thành lập đoàn kiểm tra, thu mẫu chè để mà giám định. Hiện vẫn chưa có kết quả xác định nguyên nhân ngộ độc từ nồi chè của bà. Thương lái Trung Quốc lại ra chiêu mua cao non giá cao để phá kinh tế. Những bài báo trong nước cho biết, trong thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc tăng thu mua quả cao non của Việt Nam với giá 26.000 đồng là 1 đồng 10 sen 1 kg, thậm chí cao hơn nếu khan hiếm. Theo các nhà vườn, cao non sau khi mua về, người ta thường lựa những trái đạt phẩm chất tốt là trái nhỏ hoặc không có hạt, luộc ở nước sôi, rồi sấy khô, đóng vào bao, chuyển qua Trung Quốc để làm kẹo. Loại kẹo cao này ăn có vị ngọt ngọt, the the như kẹo gừng, có công dụng chống viêm họng, giữ ấm cơ thể nên rất được ưa chuộng ở Trung Quốc. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên cao non được thương lái Trung Quốc thu mua ồ ạt với giá cao và hiện tượng này đã diễn ra từ nhiều năm trước ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung và cả Tây Nguyên. Vào hồi tháng 8 năm 2021, giá cao tươi tại nhiều tỉnh như Bình Định, Quảng Ngãi đã tăng chóng mặt. Nhiều nơi bán với giá 50.000 tới 60.000 đồng là 2 đồng 10 sen cho tới 2 đồng 50 sen 1 kg. Sau đó thì giá đã giảm liên tục. Đến giữa tháng 9 năm 2022, giá cao tươi lại được nâng lên hơn 40.000 đồng là gần 1 đô la 70 sen 1 kg. Thậm chí, một tạ cao có thể mua được một chỉ vàng 24 carat. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2022, giá thu mua quả cao tươi đột ngột tuột giảm thê thảm, chỉ còn 5.000 đến 9.000 đồng là khoảng 21 sen tới 38 sen một ký. Thậm chí, nhiều thương lái đã ngưng mua. Trước tình trạng giá cao non được đẩy lên cao, Cục trưởng Cục Trồng Trọt đã cho rằng điều này có thể khiến cho nhiều nhà vườn trồng cao một cách ồ ạt theo phong trào, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng thừa. Đây không phải là loại cây chủ lực nên Cục Trồng Trọt không có quy hoạch trồng. Thậm chí chính quyền địa phương cũng không nắm chính xác được có bao nhiêu diện tích. Việc thương lái Trung Quốc gia tăng mua cao non chỉ mang tính nhất thời, chứ không theo quy luật thị trường như các nông sản xuất cảng khác, đồng thời dẫn lại những hệ lụy đã từng xảy ra về việc phát triển ồ ạt khiến giá cả thị trường lên xuống thất thường. Cây cao không phải là cây trồng, là nông sản chính như là lúa, gạo, trái cây, rau tươi, nên nhu cầu tiêu thụ trong nước rất ít. Các thương lái Trung Quốc đến thu mua cao hoàn toàn theo đường tiểu ngạch. Do vậy, người dân phải tính toán thật kỹ khi trồng loại cây này, bởi muốn thu hoạch sản phẩm thì ít nhất cũng phải mất 3 đến 5 năm. Ông Cường đã khuyến cáo, trên thực tế đã rất nhiều lần nông dân Việt Nam điêu đứng vì trồng cây ồ ạt theo phong trào khi thấy thương lái Trung Quốc tăng thu mua. Gần đây nhất là đầu năm 2022, nhiều tỉnh miền Nam đã diễn ra hiện tượng thanh long nghịch vụ, còn gọi là thanh long sông đèn, ế đầy đồng khi mà thương lái Trung Quốc đột ngột ngừng mua. Không chỉ nông dân, không ít thương lái nhỏ cũng bị thiệt hại số tiền đã đặt cọc trước đó, nhưng không thể yêu cầu các thương lái Trung Quốc bồi thường vì tất cả các giao dịch đặt cọc đều không rõ ràng, không có văn bản hay là hợp đồng cụ thể. Nghĩa là khi mà người dân Việt Nam mình, quý vị, khi thấy Trung Quốc họ mua ào ạt thì mừng quá và không trồng những cái khác và họ chỉ trồng những cái món mà họ nghĩ rằng thương lái Trung Quốc sẽ mua. Và khi người dân Việt Nam mình trồng nhiều như vậy là bắt đầu họ ép giá rồi họ kỳ kèo và họ hạ giá cao của mình. Nói riêng về cao và rất là nhiều những món hàng khác. Cho nên người dân của mình muốn làm những cái việc đó thì cần phải xem kỹ lại. Bởi vì ví dụ như cao đi thì người dân Việt Nam mình không có tiêu thụ nhiều như vậy. Nếu như Trung Quốc mà không mua là ôm hàng là coi như thiệt hại rất nhiều, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc. Sau đây là phần giải trí. Thưa quý vị, như đã hứa, ngày hôm nay Lộc và Loan chia sẻ lá thư tìm người thân đầu tiên. Và rất mong là quý vị hãy giúp Loan Lộc chia sẻ lá thư này nhiều hơn nữa. Thư từ bạn Jim Trần Lê,
Jean muốn tìm một tri kỷ của ba Jean đã qua Mỹ vào trước năm 90 và nghe đâu cô định cư theo diễn đoàn tụ gia đình tại California. Ba Jean đã mất cách đây hơn 10 năm, nhưng cô là người bạn cố nhân của papa mà Jean rất quý mến. Jean không biết tên họ rõ ràng của cô, chỉ biết cô là con thứ 6 trong gia đình chủ nhà hàng Thanh Thế, nằm trên đường Tạ Thu Thâu trước năm 1975. Cô tên Huệ nên Jean và em Jean gọi cô là cô Sáu Huệ. Chị gái cô gọi là cô Năm Yến. Cô Sáu Huệ có một người con gái mà tụi này gọi là bé Hương. Ngôi nhà của cô tọa lạc tại số 1 đường Lam Sơn Gia Định, gần hồ bơi Chi Lăng. Jean cũng chia sẻ rằng tên thật của Jean hồi nhỏ là Dung. Jean qua Đức sau khi cô cũng xuất ngoại qua Mỹ. Jean qua Đức năm 87 ở Bayer và Jean đã qua Mỹ được 19 năm, hiện đang sống tại Las Vegas. Có thể nói tắt tên của ba Jean là Lê Quang L. Nhà tọa lạc tại số 6 Ngô Tùng Châu, nay gọi là đường Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Phú Nhuận. Hồi nhỏ thì cô rất thương Jean và giúp đỡ ba rất nhiều, kinh doanh về nhiều mặt. Rất là mong kiếm được cô. Và cảm ơn sự giúp đỡ của Bảo Lộc Hồng Loan, cũng như là rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và hy vọng quý vị chia sẻ giùm cho Jean, cũng như là chia sẻ giùm cho Loan Lộc nhiều hơn nữa, để mà ra sức giúp đỡ Jean tìm được cô nha quý vị. Wow, Hồng Loan nhớ nhà hàng Thanh Thế quý vị ơi. Ừ. Nhà hàng Thanh Thế là nằm ngay góc đường Tạ Thu Thâu. Đúng với rồi. Lại đường, họ Loan không biết hồi xưa tên gì mà hình như bây giờ tên là Nguyễn Trung Trực đó quý vị. Là đầu này là chợ Sài Gòn, đầu này là nhà hàng Thanh Thế. Mà hồi xưa gia đình của Hồng Loan đến nhà hàng này ăn rất là thường xuyên. Hồi đó bà nội của Hồng Loan nè, ba Bảo Quốc, cô Thanh Nga, cả gia đình đều là khách hàng thân thuộc của nhà hàng này. Mà lúc đó mình còn nhỏ quá, mình không có biết tên của mấy cô. Và Hồng Loan nghĩ nhà hàng Thanh Thế thì rất nhiều quý vị biết. Và cũng rất nhiều quý vị có thể biết tên của cô. Và quen biết với cô thì cũng rất mong quý vị chia sẻ giùm cho Loan Lộc. Để mà bạn Jean tìm được cố nhân của ba của bạn. Cũng là một người mà bạn rất là yêu quý ha quý vị ha. Và sau đây là lời cảm tạ của bạn Jean Trần Lê. Đây cũng giống như là một lời cảm ơn trước của Jean gửi đến quý vị khán giả cũng như Loan Lộc. Ơn nghĩa vàng son xin khắc ghi, tạc dạ tâm can có là gì, cố nhân mong gặp cho thỏa chí, kẻo phải ra đi dạ luyến lưu. Bài thơ rất hay. Trước đây thì channel Trần Lê cũng gửi nhiều lá thơ cho Loan Lộc, chắc quý vị cũng nhớ ha. Rất là mong bạn tìm gặp được cô. Và nếu mà tìm gặp được mà chia sẻ, chúng ta Loan Lộc cũng như tất cả quý vị, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Nó hay hơn nhiều những câu chuyện vui của Lộc nữa. Nó vui hơn nhiều những cái câu đố của Lộc với Loan nữa. Nếu mà kiếm được những người thân này, cảm ơn quý vị. Và xin kính chúc những người xa cách nhau sẽ được gặp nhau. Nay có đố không? Đố một câu. Đố một câu ha? Bây giờ mình đố một câu cho nó vui vui đi ha. Tại vì hiện giờ chưa có niềm vui. Nếu mà hai người gặp nhau, liên lạc được với nhau, gửi thư cho Lộc với Loan, đó là một niềm vui rất là vui. À, Loan có một cái ý tưởng này nè. Có thể là Lộc cắt cái đoạn mà mình tìm người thân này nè. Mình bỏ vô một cái short video. Để mà quý vị chia sẻ cái short video này thì nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không quý vị? Đúng rồi. Lập sẽ cắt ra riêng. Rồi bây giờ muốn gì đây? Đổ đi. Đổ về hoa nha. Hoa nha. Hoa mùa xuân. Hoa mùa xuân. Rồi. Đố Loan. Mai gì không bao giờ nở, không phải mai giả. Mai gì mà không bao giờ nở? Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng. Mai kia mốt nọ. Thì chắc vậy thôi chứ mai gì à? Đâu phải bông đâu đúng không? Không phải bông mai. Câu trả lời cuối cùng. Lọc đố mẹo. Không có. Câu trả lời cuối cùng. Thì trả lời vậy đó. Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng. Chính xác. Ủa đúng rồi. Là mai mốt. Chiều nay trả thù. Trả thù hả? Ok, hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Và luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.